Sau cái buổi hát ăn cùng với tất cả mọi người trong ekip chương trình ca nhạc đó thì hai em quyết định đi nhà nghỉ. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Anh giống như một người thầy giáo mà em giống như một người học sinh mà cấp 1 vậy đó. Ồ vậy hả? Anh dạy cho em từ mọi thứ những cái chuyện như thế đó làm cho em phải tập tành đúng không? Nó mình tập tành cái tự nhiên cái em thấy mình không cần phải đi học cái kia nữa mới phải học cái này. Đó có nghĩa là lần đầu cũng là lần hoài. Đó. Nên em quyết định em theo nghề em học này luôn. Hả? Đó là một cái kỹ năng chứ không phải cái nghề. Từ khi anh Di Đông xuất hiện, nó xảy ra biến cố với cuộc đời của em. Em ấy cảm thấy giống như mình không có một cái danh phận nhất định. Tức là cái lúc đó là em muốn công khai và em mới kêu Thành về come out với gia đình đi, come out với vợ đi. Thành không dám. Và em là người rình lấy được cái Zalo của vợ Thành. Và em là người come out với vợ Thành. Do là cùng cái nghề với nhau và gặp nhau trong rất nhiều show thì hai anh đã quen nhau trong show hay là có một cái cơ duyên nào đó dẫn đến là hai người là ca sĩ và nắm tay nhau đi nè? Mặc dù là đi hát nhưng mà hai đứa chưa có khi nào là hát chung một cái chương trình hoặc là một cái show nào đó. Tình cờ là hai đứa kết bạn qua số điện thoại ở trên những cái tiệm bạn bốn phương vậy đó. Vậy hả? Dạ chứ thật sự là chưa có biết mặt nhau khoảng 3 tháng trời. Ba tháng dạ. Trời ôi kiên trì thật. Ba tháng mới gặp nhau. Ba tháng đấy mình nói những câu chuyện gì trong 3 tháng trời đó? Thì em cứ hỏi Thành là đi hát gì như thế nào, rồi Thành cũng hỏi là em đi hát như thế nào, rồi hàng ngày cuộc sống như thế nào, cứ hỏi qua hỏi lại như vậy cái cảm thấy mến nhau, giống như mình quan tâm nhau mỗi ngày. Mình mến nhau. Vậy là cách đây bao nhiêu năm ha? Dạ cũng gần 3 năm. Sau 3 tháng đó, ngày đầu tiên mình gặp nhau thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Hai đứa lúc này mới được hát chung một chương trình. À, có nghĩa là lần đầu tiên gặp là đi hát đúng chung rồi. Gặp xong thì lúc đó là ổng chưa có thẩm mỹ. Không có được đẹp như vậy. Lúc đó thì thật sự rất là ghét cái khuôn mặt mà dạng như là gán gồng. Gán gồng, tại vì ổng có cái bệnh là gồng lâu năm. Gán gồng cho mình đàn ông 100% như nó gồng như nè. Dưới nói chuyện hay bị kênh phải không? Trên kênh rồi ta gọi là chảnh. Làm cho mình cũng hơi khó chịu nhưng mà thật sự thì sau khi gặp mặt xong thì nó rất là dễ thương. Đó em ghét thì ghét bên ngoài mặt thôi chứ thật sự trong lòng rất là thương. Đã thích rồi đúng không? Đã có tình cảm rồi. Thì gặp đầu tiên đó thì mất bao lâu nữa thì mình quen chính thức luôn? Lâu lắm, rất là lâu. Còn cứ bụng trộm lén lút. Sao thấy bụng trộm như vậy? Bụng trộm hay ghê vậy? Dạ. Thật sự là như vậy. Là vì gia đình mà mình bụng trộm thôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Chứ không phải vì lý do nào khác. Dạ đúng rồi. Rồi ngày đầu tiên mình gặp nhau thì mình đi đâu? Sau cái buổi ăn cùng với tất cả mọi người trong ekip chương trình ca nhạc đó thì hai em quyết định đi nhà nghỉ. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Rồi mà quan trọng là ai là người đặt phòng. Dạ anh đặt phòng trước. Ồ vậy hả? Anh đặt phòng. Mọi chuyện đều là em chủ động hết. Tính ra đây là giả thuật nữ. Rồi sau đêm đó thì cảm xúc của hai bạn như thế nào? Đối với em thì tất cả những cái vẻ ngoài, những cái bề ngoài nó đều không quan trọng. Nó đều phải hợp gu cái chuyện kia trước đã thì em mới có thể yêu được. Nhưng mà chuyện kia nó khá là phù hợp cho nên em quyết định yêu. Cái này là người lần đầu tiên của nhau luôn hay là trước đó em có quen ai rồi? Em nghĩ thì lần đầu tiên của nhau là chỉ có với là em Thành thôi. Chỉ là Thành là lần người đầu tiên luôn hả Thành hả? Dạ. Tính về cái mặt mà sinh lý học á. Là đầu tiên luôn hả? Là anh Di Đông là đầu tiên của em. Tại lúc giờ là em chỉ quen con gái không. Vậy hả? Dạ. Là thật sự không biết sao nói được. Tại nãy ông chửi người ta là gồng dữ lắm. Mà ông quen con gái không à? Chưa hết rồi. Mà em quen nhiều bạn gái không? Dạ em cũng quen được 3-4 người bạn gái. Nhưng mà có biến cố nào mà để em không thích phụ nữ nữa mà mình chuyển qua em lại quen biến cố nói chung là mối tình của em hầu như là nó không có biến cố, nó hầu như là suôn sẻ hết. Chỉ có từ khi anh Di Đông xuất hiện thì lúc đó mới xảy ra biến cố với cuộc đời của em. Thì ra đây là người đàn ông mang lại nhiều biến cố. Đó cái đây là cái mầm móng mà biến cố cho em. Biến cố đấy là gì em kể được không? Thì biến cố xảy ra là anh này anh dữ dằn quá. Anh khai thác em ấy. Anh giống như một người thầy giáo mà em giống như một người học sinh mà cấp 1 vậy đó. Vậy hả? Anh dạy cho em từ mọi thứ những cái chuyện như thế đó làm cho em phải
tập tành đúng không? Đó, mình tập tành cái tự nhiên cái em thấy mình không cần phải đi học cái kia nữa, mới phải học cái này đó. Có nghĩa là lần đầu cũng là lần hoài hoài đó. Nên em quyết định em theo nghề em học này luôn. Đó là một cái kỹ năng chứ không phải cái nghề. Khi mà quen Thành thì lúc đó là em có quen bạn gái không hay là cũng còn, nhưng mà sau khi mà nó hơi bị sâu chút xíu rồi đó thì bắt đầu em quên lãng những người kia. Thường thường em thì em ở quê, em hát ở lên Sài Gòn thì em ở nhà anh này không à, thì hầu như em không còn dành thời gian nhiều cho những bạn gái trước nữa. Cho những bạn gái nha, chứ không phải là một nha. Thật đó. Dạ. Là em quen một lúc nhiều bạn gái hả? Dạ không, chính thức cũng là một thôi, nhưng mà những người khác có thể mình tâm sự này kia thôi à. Tại cái tính của em đó là cái tính đặc biệt là chung thủy, mặc dù là em lỡ thôi, em lỡ dại thôi à. Chứ em chung thủy lắm. Anh nói cái này nó cứng cứng mà sao nè. Chung thủy mà lỡ dại à, có nghĩa là có rất nhiều bạn gái hoặc rồi là... xong cái xuất hiện thêm một người bạn trai nhưng mà vẫn là tính à, tính là mình vẫn là chung thủy. Vẫn chung thủy đúng không? Ok à, cái định nghĩa chung thủy nó được thay đổi luôn từ hôm nay rồi đó. Sau khi quen nhau một thời gian thì bản thân Thành có một cái biến cố gì đối với cái đời sống cái của Thành không? Tại vì khi mà mình nào giờ mình chỉ quen được con gái thôi. Dạ. Bây giờ mình quen một người con trai và mình cảm giác mình thích nghi tốt với cái điều đó thì những cái trước kia nó có bị thay đổi gì không? Em thấy Thành thay đổi thật. Lúc trước em hoàn toàn em không có suy nghĩ là mình sẽ quen như thế này hoặc là mình phải yêu những người như thế này, ví dụ như vậy. Ừ. Còn sau khi mà đã quen và đã yêu rồi thì em cảm giác được cuộc sống của em hầu như nó bị đảo lộn hết. Rồi trong thời gian mà mình quen nhau như vậy á, mình có bị gián đoạn một cái thời gian nào hay là mình có bị cái gì xảy ra mà ngăn cách cho hai bạn không? Khi mà những lần gặp gỡ em với Thành, tức là hai lần gặp nhau trong khách sạn rồi, thì em mới biết được là Thành đã có gia đình rồi. Ồ vậy hả? Là cưới vợ luôn hả? Là ở dưới quê, lúc đó ở dưới quê làm mai cho em một người con gái ở dưới quê. Mà em thì từ xưa giờ em hay có ước mơ là lấy vợ ở dưới quê. Có ước mơ lấy vợ ở dưới quê, trời. Sao nói tiếp đi. Gái người ta rất là dễ thương mà ta hiền nữa. Thì em cũng đồng ý lấy vợ ở dưới quê. Em cũng đi về vậy đó. Lúc đó là hơi đậm với anh này rồi thì em vẫn giấu. Quen mấy tháng rồi mới... Là hơn 5 tháng. Là cưới vợ? Dạ. Thành có cái sở thích lấy vợ dưới quê mà lấy chồng Sài Gòn. Ai đó phân tích gì kỳ vậy? Phải không? Thực tế đó là như vậy. Chính thức hơn người quen nhau rồi. Dạ. Thì mấy tháng sau là em mới có gia đình. Em mới có gia đình rồi. Nhưng mà em giấu anh này. À, có gia đình trước rồi. Dạ. Có gia đình trước rồi. Có gia đình trước mấy tháng thôi. Mình phân chia thời gian sao mà mình giấu được? Tại do là cái điều kiện em đi hát thì nó lên xuống vậy nè. Mà đặc thù nghề nghiệp nên em đi nhiều hơn. Mà em về nhà ở thì một tuần em về được 1-2 ngày thôi. Còn đa số thì em ở bên nhà anh này không à. Vậy khi mà tới thời điểm bây giờ thì mối quan hệ của bạn như thế nào rồi với vợ bạn? Chỗ này thì để em nói cho. Khi mà cái chuyện mà Thành đi về về như vậy nhiều lần rồi thì em ấy cảm thấy giống như mình không có một cái danh phận nhất định. Tức là cái lúc đó là em muốn công khai và em mới kêu Thành về come out với gia đình đi, come out với vợ đi. Thành không dám. Và em là người rình lấy được cái Zalo của vợ Thành. Và em là người come out với vợ Thành. Thì lúc đó thì gia đình của Thành bắt đầu mới lục đục mọi chuyện xào xáo đảo lộn lên. Rồi vậy là đi là nam chính của bài Sáng Mắt Chưa đó. Nhưng mà vấn đề là khi mà em làm cái điều đó đó, em có nhận thức được là Thành sắp phải đối mặt với điều gì không đâu? Em nghĩ em khi mà em đã đốt nhà Thành rồi thì em sẽ có một cái ngôi nhà khác cho Thành ở. Và vợ Thành cũng không tin vì cái điều đó, nhưng mà em nói là bạn đi hỏi chồng bạn đi. Gia đình của Thành mới ngăn cấm Thành, không cho Thành đi hát nữa và tịch thu hết mọi thứ, điện thoại di động của Thành cũng bị tịch thu hết. Phản ứng của gia đình như thế rồi em làm sao Thành? Lúc đó là em giống như là em đã biết được con tim mình nên làm gì. Em nói thẳng với vợ em luôn, em cũng xin lỗi. Nhưng mà ba mẹ thì thường thường ở dưới quê thì thường thường ba mẹ không có chấp nhận. Em cũng tìm lý do để lên Sài Gòn để đi hát. Rồi mục đích thì ở với ông này thôi. Thì mẹ em dưới quê thì lúc đó mẹ em gọi điện liên tục. Mẹ em sợ nếu mà ở bên này thì chắc chắn sẽ yêu anh này nhiều hơn rồi. Mình sẽ bỏ người vợ kia, mà người vợ kia thì người vợ rất là hoàn hảo. Thì mẹ mới nói là bây giờ con về đi, mẹ sẽ tính cho con. Thì mình nghĩ chắc mẹ đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau. Chạy xe về quê luôn, đi xe máy từ Sài Gòn về Đồng Tháp luôn. Wow. Dạ. Về tới nhà thì đầu rất là sợ. Thì em mới nói với anh Đông, nói bây giờ thôi anh ở đỡ khách sạn ngoài đây đi. Em vô nhà em nói chuyện với mẹ với ba xong rồi tối em với mẹ sẽ ra rước anh vào để nói chuyện. Thì anh này anh chờ. Em chờ đợi xong một đêm dài, đến nó kéo dài đến lúc gần chiều ngày hôm sau em mới đến. Và em bước vô thì gia đình của Thành, dòng họ của Thành chỉ biết ở
anh chị biết cái quê là giống như cái bộ dáng ngựa. Dòng họ ngồi ở đây trên cái bộ dáng ngựa, và em bước vô này hàng xóm bu quanh em rất là đông, giống như em như là một cái nhân vật gì đó đặc biệt lắm. Nhân vật still day. Tiếp đi. Em cũng nghe những lời nói từ khi cậu xuất hiện thì con tôi nó cãi cha cãi mẹ nó rồi, cậu nhìn kìa, vợ nó kìa, đứng leo nhau lóng ngóc như vậy thì đó. Em nghe một lát sau thì em nói là bây giờ Thành nó yêu con. Cái ba mẹ Thành nói là cười. Cái lời yêu đó nó nói cho vợ nó rất là nhiều lần rồi mày. Và em nhìn thấy thẳng vào mặt Thành thì lúc đó mặt của Thành xanh xao lắm rồi, không còn đủ cái nghị lực để mà đấu chống chọi với cái sự việc nữa. Và nó nói một câu là anh đi về đi, anh đi về đi. Thì lúc đó em nghe em điếng người. Em lại em mới xách cặp em đi về. Thì em nghe một cái tin nhắn: bằng mọi giá anh phải đợi em, đêm nay bằng mọi cách em sẽ đi với anh. Và lúc đó là người em cảm thấy nhẹ nhõm. Là lúc đấy Thành cố gắng để giải vây cho Đông đúng không? Dạ. Giống như là em thấy là không thể nào mà giải quyết được vấn đề lúc nữa. Đấy không thể nào để cho Đông căng ở trong đó được đúng không? Nên Thành tìm cách. Thì anh này anh rất là nóng chứ không phải giống như em. Nó quan trọng cũng không có lý do nữa. Dạ, nhưng mà cuối cùng cũng không được. Không được? Dạ. Thất bại. Bắt đầu lúc này là em đã cảm thấy em vui trở lại, con tim nó cảm thấy nó vui trở lại là tại em có một cái động lực là tại đêm nay cỡ nào cỡ thì Thành cũng sẽ đi với em, dẫn chiếc xe máy của mình đi ra. Thì em mới dẫn xa xa một chút, em sợ là người ta lại thấy mình, biết là mình đang chờ Thành, đợi Thành nữa. Thì ở dưới quê thì có hay những cái nhà mồ nữa rất là nhiều, và em dựa vô trong những cái nhà mồ đó em mà em nghỉ chân mà em đợi Thành. Chỉ biết lúc đó là trong người em là phải nói chứ không còn 1.000 nào luôn. Liêu trai chí dị quá ha. Và em đẩy xe đi một hồi, nó đến cái ở dưới quê có mấy cái chòi lá mà người ta nuôi tôm nuôi cá rồi đó, người ta để mấy cái lọp mấy cái lúa ở trong đó. Thì em mới dẫn chiếc xe vô cửa nhỏ như này nè, em dẫn xe vô để nửa xe ngoài nửa xe trong vậy nè. Em trong cái võng em nằm em đợi Thành. Em chờ đợi thì từng canh giờ 8 giờ, rồi 9 giờ, không thấy, rồi 10 giờ, nửa đêm mà gió nó thổi rồi này kia nọ. Thì em chợt tỉnh dậy thì em lại nhìn lại không thấy đâu, không thấy một tin nhắn gì cả. Tại sao Thành không thể nào ra vào đêm đấy Thành? Em cũng có tìm mọi cách để mình được đi ra khỏi nhà để mình đi. Nhưng mà xung quanh em thì bà con vẫn còn ở đó. Giống như canh em, chắc chắn em sẽ làm những cái điều gì đó là canh em. Và em thấy thời gian qua từng giờ, từng phút, từng giây là em rất là đau lòng. Tại vì em biết được là anh đang chờ mình. Thì bây giờ ngồi đó không, mình đâu có nhắn tin hay gọi điện được. Thì không thể nào, không còn cơ hội nữa. Thì em quyết định là mình không muốn sống nữa. Đó em rất là mệt mà em bị tụt huyết áp nữa, tại vì cả ngày em không ăn mà em phải lo lắng rồi em phải xanh xao, em rất là mệt thì em xỉu. Sau đó là chở em đi bệnh viện thì em không còn biết nữa. Bao lâu sau thì mình mới liên lạc được với nhau sau đó? Thì em mới quyết định là em trở về cái bến đò ngày hôm qua đó là nhà Thành đó, ở cách dạ, nhà cái cách bến đò. Em có cái bến đò. Em mới nói với mấy đứa bé nhỏ đó, con vô nhà con nói với chú Thành đó là có chú nào đó đang đợi chú ngoài đó. Thằng nhỏ nó nói là chú Thành nhập viện rồi. Và em không còn một cái hy vọng nào nữa. Em chạy xe về Sài Gòn. Em không biết làm gì hơn nữa ngoài cách là xuống tóc của mình, cạo hết tất cả tóc của mình để xem như là những cái gì mà mình có thể lo được, cầu nguyện cho Thành từ xa để Thành được bình yên. Và trải qua thì lúc đó thì em cũng không có điện được cho Thành nữa. Tại vì rồi thì mấy ngày sau thì em cũng rất là trông chờ. Thì một tuần trôi qua thì em mượn được điện thoại. Mượn điện thoại kế bên thì em nhắn tin cho ảnh là em là Thành nè, là em bình yên không có bị gì hết, có nghĩa là em anh yên tâm đừng lo nữa. Là một tuần sau mới được. Dạ. Rồi xong là em về nhà thì vẫn hai đứa vẫn bị cấm cản, không thể nào quen được hết. Mà phía gia đình họ có cái đối sách gì với em để giữ em ở lại ở dưới quê và ở với người? Dạ, lúc đó mẹ mới ra điều kiện, tại vì giống như em là một tấm gương ở gia đình vậy đó. Tấm gương gia đình, tấm gương ở xóm mà mọi người rất là ngưỡng mộ em, kỳ vọng dạ, vào mình rồi. Đúng không? Nên mẹ nói bây giờ đi trị bệnh. Trị bệnh? Dạ. Nghĩ là mình bị bệnh đúng không? Nghĩ bị bệnh. Trời, tại dưới quê nghĩ nếu mà bị như vậy là bị bệnh. Rồi. Tại vì mình con gái mà mình không yêu mà mình yêu con trai là mình bị bệnh rồi đó. Rồi. Em ở quê cũng trị bệnh mà chị theo mấy cái thầy pháp thầy bùa này kia, ta nghĩ là chắc bị lệch lạc cái gì đó. Rồi thì em mẹ nói miễn trong 2 tháng nếu như mẹ chị bệnh hết thì mọi thứ bình thường không gì hết, còn trong 2 tháng mà mẹ không chị bệnh hết được mà em không hết được cái bệnh á thì em muốn làm gì em làm. Thì em vẫn nghe lời, mình nghĩ có khi nào mình chị mình hết bệnh không ta. em cũng nghĩ như vậy. Thì trong 2 tháng đó là hai đứa em hoàn toàn không có liên lạc với nhau nữa, không liên lạc luôn.
em biết là anh này anh trên Sài Gòn, thì bà em gọi điện thì anh cũng đang trị bệnh, mẹ anh cũng trị bệnh. Lúc đó gia đình phim quá ha, gia đình đi như phim vậy á. Gia đình của em hoàn toàn không nghĩ em bị cái bệnh về giới tính gì cả, mà là trị bệnh ở đây là em lo quá rồi em đơ, em thơ thẩn người ra, với lại em đã cạo hết tóc của mình nữa rồi. Nghĩ là con mình nó bị tự kỷ hay nó bị một cái gì đó đeo bám nó, dòng gì đó đeo bám nó rồi, thì em cũng đi theo đi trị bệnh. Cứ em biết hết tất cả chỉ vì em quá buồn và em lười nó. Chính như thành ai muốn đưa đi đâu thì đưa. Rồi sau 2 tháng đó thì sao kết quả? Sau 2 tháng thì hai đứa im luôn. Lặng luôn. Lặng luôn. Không biết sao lúc đó em trị bệnh thành công. Không hả? Bác sĩ bó tay. Bác sĩ bó tay chứ sao? Bác sĩ bó tay rồi em có chịu được tôi chỉ lâu rồi. Rồi em vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, vẫn đi hát, nhưng mà em tránh anh này. Nhưng mà tại sao em không liên lạc với Đông lại Thành? Em sợ là nếu mà gặp lại thì hai đứa sẽ khổ. Hai đứa sẽ yêu nhau và hai đứa sẽ khổ giống như kỳ trước, mà mỗi thứ nó gói game hơn nữa, nó không có được thoải mái dễ dãi hơn nữa. Em lên Sài Gòn và lúc đó em mới quyết định là em ly dị vợ. Ly dị để mình giải quyết cái gia đình mình trước. Cho nó xong xuôi và nó không có bị dướng díu hay dính gì bận gì hết. Rồi sao ly dị xong rồi em quen, có quen ai nữa không? Sau khi em ly dị vợ, em đi hát được mấy tháng thì em có quen một bạn diễn viên. Bạn gái luôn. Dạ. Là diễn viên luôn. Dạ, được cũng 5 tháng. Em có dắt bạn đó tham gia này kia nữa đúng không? Dạ, lúc đó là hai đứa em được cái lời mời từ chương trình Yêu Là Cưới. Yêu Là Cưới. Thì lúc đó em cũng có một cái tâm quyết là mình sẽ lấy người bạn gái này, chứ không phải là mình trị bệnh thành công. Nhưng mà cho anh hỏi Thành nha, có nghĩa là khi mà Thành gặp Đông rồi này. Dạ. Và biết là mình có tình cảm với Đông rồi thì em vẫn có tình cảm với con gái. Dạ. Như vậy luôn hả? Dạ. Hay là nó ít hơn hay là nó như thế nào? Nó lúc đó em chưa suy nghĩ nhiều thì em nghĩ nó bình thường, nó bằng bằng nhau. Dù đến 50-50, nhưng mà đến thời điểm bây giờ á, ông này là khoảng 75%, còn cái kia chung 25% thôi. Cái này tình yêu bên đây nó mạnh hơn. Rồi Đông có biết Thành dẫn bạn gái đi tham gia Yêu Là Cưới không? Em biết. Nhưng mà chị hỏi thiệt nha, khi mà em tham gia cái talk đó thì đó là cái bức bình phong của mình để mình bào chữa, để mình tránh né mối quan hệ hiện tại của mình với bạn, hay là mình muốn như vậy? Không, lúc đó em thì em luôn luôn em nghĩ đơn giản lắm, mặc dù là em chưa phân biệt định rõ được cái giới tính của mình thật sự, tại em cũng yêu thực được hai bên, nhưng mà em nghĩ lúc đó là em yêu bạn gái đó thật, em yêu rất là thật, mà em vẫn có cảm xúc thật luôn, và em cũng có một cái hướng là mình nghĩ là hai người sẽ yêu nhau và tiến đến hôn nhân luôn. Còn anh thì nghĩ khác, tại vì anh hiểu rõ em. Em nghĩ là Thành đang cố gắng lấp đầy cái khoảng trống. Đúng, đúng, chị cũng nghĩ vậy đó. Có nghĩa là tất cả những cái chuyện đó nó cố gắng làm quên em đi. Dạ. Hoặc là Thành làm cho mọi người biết đến cái chuyện tình cảm đó thật là rộng rãi. Dạ. Có nghĩa là Thành không còn cái đường để lui lại nữa. Một cái kiểu như vậy. Em, câu chuyện của Thành có thể dựng thành phim được đó. Rồi, xin mời Đông, câu chuyện coma của em đối với gia đình thì như thế nào? Đối với gia đình của em thì hoàn toàn rất là thoải mái. Khi mà em đã come out rồi thì sau khi mà dẫn đi cho uống rất là nhiều giấy, nhiều phép, nhiều bùa, thì em mới nói là đừng có làm nữa. Lúc này là em đỡ buồn rồi. Em mới nói là không có ăn thua đâu, tại vì con đang buồn, chuyện của con thôi. Không có gì hết á. Thì nói ra, thì ra là như vậy. Thì con không có được bình thường. Không, em rất bình thường chứ. Nói cho chị Hai biết đầu tiên, chị Hai rất là khóc rất nhiều, tại vì chị Hai hiểu. Còn mẹ thì mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đôi lúc bị sốc thì sao? Nói chị Hai, thì từ đó gia đình em mới thoải mái cho em. Ok, tới thời điểm hiện tại thì gia đình của em đã biết về Thành chưa? Đến bây giờ thì biết hết rồi. Biết hết rồi, hai bên đều biết với nhau. Nhưng hết mà rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là chỉ gia đình em thoải mái thôi, gia đình của Thành vẫn là một cái gì đó nó rất là nặng nề. Nhưng mà anh thắc mắc là sau khi Thành chia tay người bạn gái thì bao lâu mình gặp lại Đông? Khoảng hơn một năm. Lý do gặp lại cái thời điểm đó là gì? Mà mày cũng hát chung. Nhờ hát ca sĩ gặp. Nhờ mày cái nghề. Cũng nhờ cái nghề mà gặp lại. Cảm ơn tổ nghề đó. Đó, cảm ơn tổ nghiệp luôn. Rồi, khi mà gặp lại thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Bao nhiêu cái ký ức, bao nhiêu cái sự sung sướng, bao nhiêu cái hạnh phúc nó ập vô mặt mình lại. Rồi, mình tiếp tục book khách sạn. Đúng rồi chị, đúng rồi. Lại nói. Thấy chưa? Trời ơi. Thành đã từng nói với em không phải là không muốn gặp anh, mà tại vì em sợ là gặp anh lại mọi chuyện của mình sẽ đã cố gắng bao nhiêu tháng năm nay thì nó lại như cũ. Khi gặp lại thì tất cả những vết nứt gần như nó không có. Từ khi gặp lại tới thời điểm bây giờ là được bao lâu rồi? Một năm. Rồi,